Rồi, cảm ơn anh em. Mấy em nói về nhà mới ha, đừng cho điện thoại mờ với ta. Chùi mấy con mắt ha. Tết này 12 chú ha. Bữa nay mình đi 4-5 tết luôn nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều ha. Anh em cần cứ liên hệ trực tiếp nha. Đây. Bữa nay mình đi 3 tết nha anh em. Sáng giờ 2 tết rồi ha. Đây mình lên clip cho anh em xem. Cảm ơn anh em cho con mình bình sữa nha, xin cảm ơn.